Nhân dịp kỷ niệm 39 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, viên chức Trung tâm Chính trị thành phố, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã trao tặng cán bộ, giảng viên, viên chức Trung tâm Chính trị, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố lãng hoa tươi thắm. Trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng rất lớn tới ngành giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, các thầy cô giáo và ngành giáo dục thành phố đã có nhiều nỗ lực biến thách thức thành cơ hội và động lực để thay đổi tư duy quản lý, đổi mới trong giáo dục, nâng cao khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng mong muốn trên cơ sở những kết quả đã đạt được, Trung tâm Chính trị, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố sẽ luôn phát huy tốt vai trò chức năng nhiệm vụ, đóng góp thiết thực vào phát triển sự nghiệp giáo dục của thành phố.